Giorgio Bessler, 10 tuổi, sinh ra ở Đức, vào cái thời điểm mà người ta chào nhau bằng tên của quốc trưởng, chưa biết buộc dây giày, nhưng ước mơ được chiến đấu cho tổ quốc. Bạn thân nhất của Giorgio là Hitler, đương nhiên là trong tưởng tượng, nhưng Hitler là kim chỉ nam cho tâm hồn phát xít bé nhỏ của cậu. Bạn thân thứ hai của Giorgio là Doraemon Yorky, nhóc này thì là thật. Cuối tuần này, Giorgio và Yorky tham gia buổi huấn luyện của quân đội do Captain K phụ trách. Đây là nơi bọn trẻ sẽ được học về lòng ái quốc và tinh thần quyết thắng, được huấn luyện trở thành những chiến binh free fire đích thực, được học rằng loài Do Thái đã giao phối với một con cá như thế nào, và cái hay nhất là được cùng nhau nhóm lửa đốt sách. Richter hẳn là thích lắm. Đến tối, tất cả ngủ cùng nhau trên một bãi cỏ, nằm mơ mộng nghĩ về ngày được tự tay bắt một đứa Do Thái và dâng cho Hitler. Sang đến ngày hôm sau, đám phát xít nhỡ dẫn đám phát xít trẻ vào rừng và dạy chúng cách kết liễu kẻ địch. Để khởi đầu, Jojo phải giết một chú thỏ, nhưng cậu bé không nỡ và thả nó đi, thế là bị đám đàn anh chế giễu là hèn nhát, giống như ông bố ra trận nhưng mất tích liền 2 năm trời. Trước sự bắt nạt của chúng, Jojo vùng lên để bỏ chạy khỏi tiếng hô vang Jojo Rabbit, Jojo thỏ đế ở đằng sau. Nhưng không sao đâu nhóc, Hitler bảo với cậu như vậy. Còn ai bị chửi và nói xấu nhiều hơn là Hitler chứ, thế nên là đừng có lo lắng gì nhóc ạ. À, làm điếu thuốc không? Cho đến khi mà Yorky tìm đến, thì Jojo đã tìm lại được dũng khí. Cậu và Hitler lao về phía trại huấn luyện, cướp lấy quả pháo cối trong tay Captain K, rồi ném nó đi như một thằng nhóc dũng cảm thực sự. Quả pháo đập trúng một thân cây và bật lại đúng ở chân Jojo. Đúng là một buổi huấn luyện trực quan. Sau vụ đó, Jojo rút về hậu phương làm thương binh với một cái chân bị thọt và hơi xấu hổ với những vết thẹo trên mặt. Nhưng Scarlett Johansson, aka Rosie, aka mẹ Jojo, bảo rằng là không sao đâu. Sống là phước đức các cụ lắm rồi, bây giờ thì đi ra ngoài thôi nhóc. Nhưng trước đó thì để mẹ buộc dây giày cho đã. Cầm lấy đuôi con thỏ, quấn nó quanh tai, buộc nó lại rồi đưa vào hố. Mẹ dẫn cậu đến chỗ Captain K để dạy ông ta một bài học vì đã lơ là thằng bé, và bắt họ bồi thường cho chàng trai trẻ ái quốc này. Thế là cậu bé được phân đi phát đơn tuyên truyền. Trong một lần, Jojo bắt gặp mẹ đang cau mày trên phố, lặng nhìn những kẻ bị treo cổ vì phản đối chiến tranh. Nhưng cái tầm tuổi của Jojo thì không hiểu được điều đó. Cậu vẫn tiếp tục giải đơn cho phát xít, ghen tị nhìn lũ bạn đồng trang lứa đã được ra chiến trường. Một hôm, Jojo về nhà sớm và nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trên tầng. Tiếng động phát ra từ căn phòng cũ của người chị gái đã mất của cậu, Inga. Một single mom nóng bỏng dừng đơn gối chiếc sẽ giấu thứ gì tội lỗi trong nhà nào? Đúng vậy, một đứa Do Thái. Jojo hoảng loạn chạy ra ngoài, gấp gáp đến mức ngã lộn nhào xuống cầu thang, trong khi đứa Do Thái nó cứ từ từ đi theo sau. Jojo lập tức nhảy số chạy về phía cửa. Cậu biết rằng chỉ cần ra ngoài thì đứa Do Thái kia sẽ cháy như là ma cà rồng ngay, nhưng cái chân tập tễnh làm cậu bị tóm lại. Đứa Do Thái còn lấy được con dao quân đội của cậu từ khi nào? Nó dí dao vào mặt cậu và bảo với cậu rằng mẹ cậu cho nó ở đây, và nếu cậu nói với bất cứ ai thì mẹ cậu sẽ gặp rắc rối. Nó cũng không cho Jojo nói với mẹ rằng hai đứa đã gặp nhau, còn nếu không nó sẽ gọi thêm người Do Thái đến đây ở. Cơn sốc này quá lớn với chàng phát xít nhỏ, đến cả Hitler gặp tình trạng này cũng chẳng biết xử lý thế nào. Đứa Do Thái này giống như một con mèo vậy, di chuyển nhanh, lại có vũ khí sắc nhọn trên tay, lại còn biết kiểm soát tâm trí loài người. Quá là rắc rối luôn. Làm điếu không anh bạn? Bây giờ chỉ còn cách là đốt nhà thôi, người ta hay đổ lỗi cho con mèo mà. Hoặc là ngồi xuống và đàm phán với đứa Do Thái đấy. Thế là Jojo mũ giáp đầy đủ đi đàm phán, nhưng cậu lại bị hạ gục trong vòng một đốt nhạc. Thế là Jojo chạy thẳng về phòng, bàn bạc lại với Hitler tìm giải pháp mới, rồi cả hai kết luận là phải giả vờ làm thân với đứa Do Thái, và ngay khi nó sơ hở thì tóm lấy nó. Đêm hôm đó, Jojo thức đợi mẹ về và nói dối rằng nghe thấy tiếng hồn ma của Inga. Cậu định nói bóng nói gió để mẹ tự kể ra đứa Do Thái kia, nhưng mẹ cậu lại bảo là một con Remy đấy, nó đang chờ để nhảy lên đầu Jojo và điều khiển cậu đi nấu ăn đấy. Và giờ thì đi ngủ đi nào. Rồi mẹ lên bảo với cô bé kia là hãy cẩn thận lại một chút, vì nếu phải lựa chọn thì mẹ sẽ bảo vệ Jojo, vì Jojo là tất cả những gì mẹ còn. Cơ mà mẹ cũng muốn bảo vệ cô bé kia nữa. Và cuộc nói chuyện này đã bị Jojo nghe thấy hết. Ngày hôm sau, Jojo đến hồ bơi, nơi cậu tập phục hồi chức năng chân. Nhân tiện, Jojo lân la hỏi Captain K rằng nếu và chỉ nếu thôi nhé, nhà cháu có một đứa Do Thái thì sao? Captain K trả lời rằng nếu như thế thì hai mẹ con cháu cộng với đứa Do Thái sẽ thành ba ngọn nến lung linh. Và ôi, ước gì có một quyển sách để mà phân biệt Do Thái với cả người thường nhỉ. Thế là Jojo quay về nhà, đề nghị cô Do Thái kia kể cho cậu về người Do Thái, đổi lại thì cậu sẽ để yên cho cô ở lại. Cô bé này tên là Elsa và từng là bạn của Inga. Elsa bắt đầu kể ra câu chuyện về người Do Thái và móc mỉa tư tưởng của người Đức, khiến Jojo muốn đứng lên để bảo vệ dòng dõi da trắng thượng đẳng máu đỏ hoa hồng của cậu. Nhưng mà tên Do Thái này mạnh quá, thôi ráng nhịn vậy. Trong lúc đang bàn cách đánh bại đứa Do Thái với Hitler, Jojo thấy mẹ đang vội vàng đốt một mẩu giấy gì đó. Tối hôm đó, mẹ trông khá là vui vẻ, hóa ra quân đồng minh đang trên đà chiến thắng. Nhưng tại sao mẹ lại vui vì điều đấy chứ? Tên phát xít bé nhỏ bực bội. Cậu nhận ra mẹ không ăn tối để dành cho Elsa, nên là cậu đòi ăn luôn phần đấy. Jojo lại bảo rằng mẹ không yêu nước trong khi bố đang chiến đấu cho tổ quốc. Mẹ chả bằng bố. Thế là mẹ cậu quyết đoán khoác lên bộ quân phục, lấy bổ hóng quẹt lấy một đường râu quai nón và trở thành bố của Jojo. Làm mẹ thật khó nhưng mà thật vui. Ai yêu phát xít thì làm được thôi. Rồi hai mẹ con làm hòa và nhảy múa với nhau giữa nhà. Còn Elsa trong hốc tường thì lắng nghe tiếng nhạc. Ngày hôm sau,
Jojo muốn Elsa vẽ lại nơi mà Do Thái Chúa đẻ trứng. Elsa vừa vẽ vừa trò chuyện, kể về vị hôn thê Nathan đang chiến đấu trong đội kháng chiến. Nathan đã quỳ xuống, đọc thơ của Rilke để nói với cô về bộ sưu tập mùa đông của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam chất lượng trên trang Shopee Mall, tiên tri được rằng mùa đông sẽ lạnh hơn mùa hè. 360 Boutique mang đến cho bạn bộ sưu tập mùa đông với những sản phẩm mới nhất với khuyến mãi hấp dẫn như áo khoác unisex vải dù có mũ, form rộng, chống gió nước nắng bụi tiện lợi cùng bạn đi mưa lội nắng, áo thun tay dài unisex cổ tròn, áo phông thu đông form rộng để mà giữ ấm khi gió bắc về mà người yêu thì điếu có. Tất cả sản phẩm đều có big size để các bạn thoải mái lựa chọn trong dịp sale ngày 25 này, giá là còn giảm thêm và có cả flash sale. Chi tiết sản phẩm dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại câu chuyện thì Nathan đã quỳ xuống đọc thơ của Rilke để cầu hôn cô, và nhân tiện thì Rilke là một nhà thơ vĩ đại nào đó mà tôi không biết. Jojo liền chế giễu ước mơ viển vông cùng sang Pháp với chồng của Elsa vì nước Đức chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này. Đủ không có người yêu, thế là Elsa thắng trận chiến này. Cô đưa cho Jojo bức vẽ cái đầu của cậu, bảo rằng đấy là nơi duy nhất tồn tại một Do Thái Chúa đẻ trứng. Lần này Jojo quyết tâm trả đũa lại Elsa, cậu liền dành hàng giờ tìm thơ của Rilke rồi giả vờ viết một bức thư chia tay của Nathan và đọc nó cho Elsa. Cô bé điếng người bỏ đi không nói lời nào, khiến Jojo cảm thấy có lỗi. Thế là cậu lại viết một bức thư khác bảo rằng Nathan thông báo hoãn chia tay và ủy thác Jojo chăm sóc Elsa. Thấy phát xít cũng dễ, thấy thằng nhóc này cũng dễ thương. Elsa bắt đầu mở lòng ra và cả hai đã bước đến giai đoạn nói chuyện mà không cần xỉa sói dân tộc của đối phương. Ngày hôm sau, Jojo được mẹ dẫn đi chơi. Mẹ cậu vừa thắt dây giày cho cậu, vừa nói cho cậu định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là sự bồn chồn trong bụng, còn cà phê là có phần chồn trong bụng. Thế là liên quan gì hả mẹ? Mẹ cũng chả biết. Nhưng mà mẹ yêu hòa bình, và khi hòa bình đến, mẹ sẽ nhảy. Jojo chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu thích ngắm nhìn đôi giày đỏ của mẹ gõ lộp cộp khi mẹ nhảy. Hai mẹ con sau đó đua xe về nhà và bắt gặp một chiếc xe chở đầy thương binh mệt mỏi quay về từ mặt trận. Mẹ cậu vui vẻ hét lên chúc mừng họ đã quay về nhà và được đáp lại bằng những ánh nhìn méo mó. Sau ngày dã ngoại, Jojo quay về với Elsa với một chút chán nản. Elsa liền bật mí cho cậu một chút về dân tộc của cô. Đấy là người Do Thái nào cũng phải mọc sừng trước rồi mới tính là trưởng thành. Cái này thì đúng là người Do Thái đi trước thời đại. Jojo say mê ghi lại những điều đó trong cuốn sổ. Người Do Thái thích những thứ đẹp đẽ lấp lánh này. Nhưng mà Jojo được học là họ cũng thích cả những thứ xấu xí nữa. Thế thì Elsa có thích một khuôn mặt xấu xí vì sẹo không? Sự thân thiết của Jojo và Elsa khiến cho Hitler khó chịu. Vì giờ Jojo không còn phát xít như trước nữa, Hitler đề nghị cậu ra mắt cuốn sách, khiến Jojo lưỡng lự suy nghĩ. Sáng hôm sau, cậu đến gặp Captain Kay. Ông này đang bận bịu tổ chức phòng thủ bởi vì quân liên minh đang đánh đến. Jojo định đưa ra quyển sách nhưng chưa làm gì thì mọi người đã cười như chấn thành. Trong lúc nói chuyện, Jojo lén lấy mấy cây bút màu trên bàn. Rồi sau đó, Captain Kay bảo cậu đi kêu gọi kim loại cho chiến tranh. Jojo tình cờ bắt gặp mẹ để lại tờ giấy gì đó trên đường. Cậu đến nhặt và nhận ra đó là tờ cổ động giải phóng nước Đức trong lúc vứt đống kim loại thu được. Jojo gặp lại Doraemon Yorki. Yorki giờ đã là một binh lính thực thụ. Dù mới 11 tuổi, Jojo liền kể bí mật về Elsa cho bạn. Nhưng chỉ thế thôi, vì Yorki lại bận rộn chạy đi. Jojo về nhà, tặng đống bút màu cho Elsa. Elsa than người bẩn, thế là Jojo canh cho cô bé đi tắm. Và cậu nhận ra cậu thấy bồn chồn trong bụng. Chết nhá, yêu nhá. Jojo đang chuẩn bị bữa tối thì có tiếng gõ cửa vang lên. Elsa vội chạy lên nhà. Jojo thì đi ra mở cửa và heo Hitler với năm ông áo đen bên ngoài. Họ đến để kiểm tra đột xuất. Đúng lúc đấy, Captain Kay cũng đến và họ lại heo Hitler với nhau 10 lần nữa. Ông sếp nhận ra là Jojo không đeo dao quân đội và điều này khá là đáng ngờ so với một thằng nhóc dán ảnh Hitler đầy phòng. Đúng lúc đấy, Elsa đi ra, tự nhận là Inga. Tên sếp liền đòi đi vào phòng cô bé để kiểm tra và phải kiểm tra cả giấy tờ tùy thân nữa. Elsa mò mẫm lấy chứng minh thư của Inga trong tủ. Captain Kay liền chộp lấy kiểm tra với một câu hỏi vô cùng đơn giản: sinh nhật ngày bao nhiêu? Elsa trả lời sai nhưng mà Captain Kay xác nhận là đúng và trả lại quyển sổ. Đúng lúc đấy thì sách gì đây? Sách của cháu đấy. Đấy là cuốn sổ của Jojo, bên trong ghi chép lại những thông tin về người Do Thái và 101 cách hành hạ Nathan. Quyển sách tuy ngớ ngẩn nhưng mà lại xóa tan mọi nghi ngờ của tên sếp. Sau khi họ rời đi, hai đứa xem lại chứng minh thư thì mới biết rằng Captain Kay đã giúp chúng. Elsa lo rằng bên điều tra sẽ tìm thấy thông tin của Inga thật rồi quay lại bắt cô. Nhưng thực ra chẳng ai biết rằng Inga đã chết cả, nên là an toàn. Những ngày sau đó, thành phố giao giết chuẩn bị chiến tranh. Và khi đi mua chút đồ ăn còn lại từ mọi người, lang thang trong khung cảnh xám xịt, cậu nhìn thấy một đôi giày đỏ quen thuộc đang lơ lửng. Jojo òa khóc, ôm lấy chân của mẹ. Cậu cố gắng buộc lại dây giày cho mẹ, cầm lấy đuôi con thỏ, quấn nó quanh tai, nhưng cậu vẫn không làm được. Jojo chết lặng, ngồi xuống nhìn mẹ, những căn nhà quanh đó lặng lẽ nhìn cậu một cách vô tình. Jojo quay về nhà, muốn trút giận lên người mà cậu cho là nguồn cơn cái chết của mẹ, nhưng không được, vì giờ thì cậu chẳng còn ai ngoài Elsa cả. Tối hôm đó, máy bay oanh kích thành phố,
Hai đứa trẻ ngồi bên cửa sổ thì thầm với nhau, xoa dịu vết thương mà chiến tranh đã đem đến cho chúng. Elsa bảo rằng nếu một ngày được tự do, cô sẽ phải nhảy múa trên đường phố. Tình hình chiến tranh ngày càng khốc liệt, Jojo phải đi bới thùng rác để mà tìm cái ăn qua ngày, lại còn chăm chỉ giả danh Nathan viết thư an ủi Elsa. Và một ngày, quân đồng minh tràn vào thành phố của Jojo. Trong lúc cùng mọi người rút lui, Jojo gặp lại Yorkie và nghe cậu bạn kể rằng nước Đức thua rồi, người Do Thái không xấu nữa, người Nga xấu hơn, và đang đến kia kìa, con quốc trưởng thì tự sát rồi. Lúc đấy, xe tăng quân đồng minh đã tràn vào. Đám lính Đức tuyệt vọng phát vũ khí cho trẻ con và người già. Hết vũ khí à? Khoác áo lính vào và ra kia hút đạn. Và rồi ai cũng biết là quân đội Đức đã thua. Jojo thì bị bắt lại bởi vì cậu mặc chiếc áo lính. Ở nơi tập trung, cậu gặp được Captain K. Ông dặn Jojo phải chăm sóc tốt chị của mình. Rồi bất ngờ lột chiếc áo lính ra và đẩy cậu ngã sóng xoài. Ông chửi cậu là thằng Do Thái để quân đồng minh thả cậu đi. Jojo vừa ra khỏi cửa thì tiếng súng và tiếng hét vang lên. Jojo lại gặp lại Yorkie. Yorkie nhắc Jojo là người Do Thái tự do rồi. Thế là Jojo chạy một mạch về nhà. Cậu lưỡng lự trước câu hỏi của Elsa về tình hình bên ngoài. Cậu sợ rằng sẽ đánh mất Elsa và nói dối rằng nước Đức đã thắng. Nhưng Jojo lại nhớ về khát khao tự do của mẹ, nhớ về chú thỏ mà cậu đã trao tự do ở đầu phim. Cậu liền giả làm Nathan gửi thư cho Elsa. Nhưng Elsa bảo Nathan đã mất được một năm rồi vì bệnh lao. Jojo liền thú nhận và thổ lộ tình cảm. Tất nhiên là cả hai đều biết điều đó. Và cả hai đều biết rằng Elsa chỉ coi cậu là em trai. Sau khi thoải mái nói ra mọi thứ, Jojo hứa sẽ đưa Elsa thoát ra, rồi đi xuống nhà chuẩn bị. Lúc này Hitler xuất hiện, cố gắng ngăn cản Jojo giúp đỡ bọn Do Thái. Và lần này, Jojo đã đá bay tên phát xít ra khỏi tâm trí của cậu. Cậu bước đến bên Elsa đã gọn gàng quần áo và mở cánh cửa đi ra bên ngoài. Đứng giữa đường phố rộng lớn và không còn tí phát xít nào, Elsa tặng Jojo một cú tát vì dám nói dối. Và rồi, họ bắt đầu nhảy. Đây là Việt, xin chào và hẹn gặp lại.